Thời gian qua, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ là địa phương chưa có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Từ thực tế này, cùng với các hướng dẫn của thành phố, địa phương đã triển khai thiết lập các vùng xanh, vùng an toàn không có dịch tại các khu dân cư trên địa bàn. Khu dân cư số 13, phường Hòa Thọ Tây là một trong hai điểm đầu tiên của phường đăng ký thiết lập vùng xanh. Theo đó, khu dân cư tiến hành rào chắn các lối đi, chỉ để một lối đi duy nhất và lập chốt kiểm soát người ra. Cán bộ khu dân cư và nhân dân chia làm 4 ca trực kiểm soát từ 6 giờ cho đến 21 giờ hàng ngày. Người ra vào vùng xanh phải đảm bảo các quy định như khai báo y tế, thực hiện thông điệp 5K. Shipper rồi người nhận hàng thì đều phải ra cái khu vực để nhận hàng, không cho người lạ vào cái khu dân cư theo cái quy định của thành phố cũng như của phường. Trước mắt, phường Hòa Thọ Tây thiết lập 7 vùng xanh tại 7 khu dân cư trên địa bàn. Sau đó sẽ tiếp tục mở rộng thực hiện tại các khu dân cư còn lại. Để đảm bảo công tác kiểm soát chặt chẽ tại các vùng xanh, ngoài cán bộ khu dân cư, phường Hòa Thọ Tây cũng cử cán bộ phường tham gia, chốt chặn, quyết tâm xây dựng vùng an toàn không có dịch, chung tay cùng với thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.